Xin chào các bạn. Kia là cây hoa giấy mà mình đang xử lý cho ra hoa vào Tết. Thì mình đã đến hôm nay là ngày 26 tháng 11 âm lịch. Nghĩa là hết thời gian cắt nước rồi. Bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ tưới nước trở lại bình thường nhé các bạn. Thì hôm nay là có đợt không khí lạnh về rất là mạnh. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn ra xem nhiệt độ ngoài trời hôm nay là bao nhiêu nhé. Mình có cái nhiệt kế đo nhiệt độ kia các bạn. Thế trước tiên khi ra để xem cái cây hoa giấy mà mình đang trong quá trình xử lý ra hoa vào Tết nhé. Mình là ở phía miền Bắc các bạn. Đấy, đợt này nó rất là rét. Đây thì cái cây hoa giấy mà mình không cắt tỉa mà không xử lý gì, mình vẫn cứ chăm sóc bình thường thì đến thời điểm này nó đã rụng khá nhiều hoa rồi các bạn. Nó còn thưa thớt thôi, nghĩa là cái cây này thì có khả năng là chỉ đến giữa tháng 12 là nó rụng hết, giữa tháng 12 âm. Thế nếu mà không xử lý thì cùng một cái cây như vậy thì đến Tết thì nó sẽ hết hoa nha các bạn. Đấy thì bây giờ mình sẽ ra cái cây hoa giấy đợt trước mình đã xử lý ra hoa vào Tết để xem hiện trạng bây giờ nó phát triển như thế nào nhé các bạn. Đấy thì mình sẽ cho các bạn xem nhiệt độ ngoài trời hôm nay là ngày 26 tháng 11 âm. Đấy mà bây giờ là khoảng hơn 11 giờ trưa. Thì nhiệt độ ngoài trời nhiệt kế đo được là khoảng 11 độ rưỡi. Gần 12 độ. Còn ở phía dưới đo độ ẩm là độ ẩm khoảng 60%. Nghĩa là thời tiết hôm nay là nó hanh khô. Nó có gió mùa đông bắc về nên là nó hanh khô nên là độ ẩm nó chỉ đạt được có 60% thôi. Chứ cái mấy ngày trước mà nó có thời tiết nó âm u mà nó nồm thì nó phải lên đến 70-80% độ ẩm. Đấy thì cái cây hoa giấy của mình thì mình cắt nước từ ngày mùng 4 tháng 11 âm đấy các bạn. Thì đến hôm đến 19 là được 15 ngày. Nhưng mà do cái thời tiết vào cái thời điểm mình cắt nước nó nắng ít thì mình lại cắt nước thêm cho nó một tuần là mình tưới nước hạn chế các bạn. Tưới nước hạn chế là mình sẽ 2 ngày mình tưới cho nó một ca nước như thế này. 2 ngày. Thì bây giờ và các bạn xem cái cây hoa của mình, cái lượng lá ở trên cây nó đã rụng đi khoảng 70% là đã đạt yêu cầu rồi các bạn. Bây giờ cái lượng lá ở trên cây chỉ còn khoảng 30% thì mình chăm sóc trở lại cây nó sẽ ra hoa nhé các bạn. Đấy thì sau đây mình sẽ chia sẻ là tiếp tục tưới nước cho cây hoa giấy này như thế nào nhé. Sau khi hết cái giai đoạn cắt nước. Đây mình có một cây hoa giấy nhỏ. Đây mình cũng tưới nước hạn chế đấy. 2 ngày mình tưới nửa gáo, nửa cái ca xanh xanh các bạn. Thì nó đã cũng đang bật mầm ra rồi. Đấy mà mình sẽ chia sẻ với các bạn thực tế cái điều kiện khí hậu miền Bắc đây. Thì nếu mà thời tiết nó rét như thế này mà các bạn lại vẫn hạn chế tưới nước cho nó thì nó sẽ không kịp ra hoa vào Tết nhé các bạn. Đấy thì bây giờ là các bạn phải tưới nước trở lại bình thường. Qua cái ngày 26 này là mình sẽ tưới nước trở lại bình thường. Đấy còn nếu như cây của các bạn mà đến thời điểm này mà các cái nụ hoa nó ra to bằng ngón tay út rồi các bạn.
thí dụ mà cái nụ hoa vào thời điểm này trên cây của các bạn bằng ngón tay út rồi thì các bạn vẫn có thể tưới nước hạn chế cho nó nhé, nghĩa là khi cứ để cái lá nó hơi héo một chút xuống thì mình lại tưới cho nó một chút. Đấy là trong điều kiện là cây hoa giấy của bạn các mầm hoa nó ra nó to bằng đầu ngón tay út hết cả rồi thì lúc ấy mình sẽ hạn chế tưới để cho cái độ phát triển nó chậm lại, thì để đến khoảng từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 12 lúc ấy các bạn mới tưới nước trở lại bình thường thì nó sẽ ra hoa vào Tết rất là đẹp. Nhưng mà còn cây này của mình thì sau từ ngày cắt tỉa là ngày 22 tháng 10 mà đến bây giờ là 26 tháng 11 rồi mà cái mầm nó mới nhú ra một chút thôi các bạn. Thì bắt đầu là đến hôm nay là mình phải tưới nước trở trở lại nhé. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái mầm của nó ra. Đấy, cái mầm nó ra một chút thôi các bạn. Đây. Đây, đây là các mầm của nó này. Thế mà thời điểm này mà mình không tưới nước trở lại là nó sẽ không ra kịp Tết. Đây các bạn. Mầm đây. Đấy, cái máy này nó lấy nét nó hơi khó lên này, chưa nhìn rõ. Đấy, cái mầm nó mới ra một chút thôi các bạn. Đấy mà thời tiết nó báo là sẽ rét kéo dài thêm khoảng 4 5 ngày nữa. Thì mình hy vọng là sau cái đợt rét này mà thời tiết nó ấm trở lại thì cái cây hoa của mình nó sẽ bật mầm mạnh hơn. Thì nó sẽ ra đúng vào Tết nó sẽ được hoa nó sẽ sặc sỡ hơn, chứ nếu thời tiết như thế này mà nó kéo dài thì có khả năng là vào Tết thì bắt đầu nó hoa nó mới ra gọi là ít, nghĩa là mới ra nụ, còn hoa mà nở thì nó mới nở được ít thôi. Đấy thì hy vọng là thời tiết đến giai đoạn sau này nó sẽ ấm hơn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình sẽ chia sẻ là mình sẽ tưới nước cho cây hoa giấy này sau cái ngày 26 mà hết thời gian tưới nước hạn chế nhé các bạn. Đấy. Mình sẽ tưới nước cho cây này để cho các bạn xem. Đấy, một cái chậu nhỏ như thế này thì các bạn tưới khoảng mỗi ngày nếu mà không có mưa mà nó trời nó gió heo lạnh như thế này thì các bạn có thể mỗi ngày các bạn tưới cho nó 2 ca nước như này. Đấy, đương nhiên là các bạn phải tưới nước trở lại bình thường thì cái cây này bắt đầu nó mới ra hoa kịp vào Tết. Còn nếu như cây của các bạn mà nó đã ra hoa được bằng ngón tay út này rồi thì lúc đấy các bạn có thể là hạn chế cho nó thêm sang đến đầu tháng 12 thế các bạn mới phải tưới. Nhưng còn cái cây này của mình là bây giờ nó bắt đầu mới đâm các cái mầm rất là nhỏ thôi, mầm rất nhỏ mà mình đưa lên trên máy này các bạn có khi không nhìn rõ. Đấy thì là mình phải tưới nước trở lại bình thường để cho cây nó thời tiết lạnh thì nó phát triển rất là chậm, thì mình phải tưới nước hàng ngày thì để cho nó phát triển trở trở lại nhé các bạn. Đấy, cây trên này mình sẽ tưới một gáo này. Đấy mà trong cái thời điểm này thì mình chưa bón phân trở lại, mình chỉ tưới nước thôi. Bao giờ nó mình nhìn thấy nó ra được mầm hoa rồi bắt đầu mình sẽ tưới bón phân hữu cơ, phân chuồng cho nó nhé. Còn thời điểm này là mình sẽ tưới nước đều để cho nó ra được mầm và ra được nụ hoa. Thì đến đây mình sẽ tạm dừng video tại đây.
Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, mình sẽ chia sẻ cho đến khi nào cái cây hoa này của mình ra hoa vào Tết. Thì đến đây mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những video về mình làm về cây hoa giấy ra hoa vào Tết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.